Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là giải chương truyền động bánh răng ha. Hai vấn đề cần chính các bạn phải nắm. Một là phân tích lực trên bánh răng, hai là giá trị độ lớn của bánh răng đó. Răng thẳng. Thứ hai là bánh răng trụ, răng nghiêng. Và cái thứ ba là bánh răng côn. Đối với bánh răng trụ, răng thẳng thì chúng ta có hai trường hợp. Một đây ha. Một. Răng trụ, răng thẳng. Đây, ví dụ đây. Ăn khớp với nhau. Bánh này bánh số 1, bánh này bánh số 2. Đây là hai cái gối, tức là hai ổ bi á. Muốn xác định được lực trên bánh răng thì đầu tiên chúng ta phải biết được cái chiều quay đối với bánh răng trụ, răng thẳng. Chúng ta biết chiều quay, giả sử nó quay theo chiều này đây ha. Đây, ví dụ như dấu chấm là cái hiệu đi ra, dấu cộng của đi vô. Cho dù người ta có cho bạn cái bánh bị dẫn vậy, bạn phải suy ra bánh dẫn, bạn tính ha, bất di bất dịch, chúng ta phải tính từ bánh dẫn. Thì chúng ta có hai cái lực, một là cái lực hướng tâm và hai là lực vòng. Quy định của lực vòng là ngược chiều với lại chiều chủ động. Chúng ta xét bánh dẫn nha. Đây, ví dụ này quanh răng vô đúng không, anh này quay ra FT1 đấy. Còn lực hướng tâm sao? Đây, lực hướng tâm. FT2, xin lỗi, FE R1. Rồi bánh bị dẫn thì sao? Ngược lại đây, bánh bị dẫn đây. Ngược cái FT1 là FT2. FT2. Còn lực hướng tâm FR2. Rất là dễ dàng. Trường hợp thứ hai là bánh răng nghiêng. Bánh răng nghiêng. Ví dụ đây, nghiêng thì nó có hai dạng, dạng nghiêng trái và nghiêng phải. Ví dụ các bạn dùng quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay tay trái để xác định bánh răng nghiêng phải chẳng hạn ha. Cái đó thôi khỏi. Đây, ví dụ như tôi gạch qua phía bên phải đây, bánh răng là nghiêng phải ha. Ở đây đối với bánh răng nghiêng thì chúng ta có ba cặp lực, lực vòng, lực hướng tâm và lực dọc trục. Lực dọc trục. Đây, muốn xác định được chiều quay, đầu tiên chúng ta cũng xác định từng cặp lực. Thứ nhất, lực FR là lực dễ vẽ nhất vào tâm trục, tức là bánh răng số 1 đây ha. Bánh răng số 2, tức lực hướng tâm á, FR2. Lực vòng, có đổi chiều ngược lại đi cho nó khác cái ở trên. Này, dấu chấm, này dấu cộng. Còn bạn này sao? Ngược lại. Lực thứ hai là lực vòng. Lực vòng thì ngược chiều với chiều chuyển động đây, ngược chiều chuyển động này, dòng này ra đúng không? Lấy tại tâm ăn khớp nha. FE, FT1, FT, FT2. Ngược chiều chuyển động. Rồi, bánh bị dẫn thì ngược lại. Còn cái lực dọc trục là hầu như các em rất là khó xác định, không quen. Chúng ta lực do xác định lực dọc trục nó có ba cách. Không phải là ba cách mà là ba cái định, cái từ mà người ta dùng đó. Thứ nhất là người ta hay nó dùng cái từ là đi vào bề mặt làm việc đó, ví dụ như nó quay lên trên đúng không? Mặt nghiêng này quay lên trên. Thì cái bề mặt trên này, bề mặt làm việc là đi vào bề mặt làm việc đây. Có người thì gọi là, có sách thì gọi là đi vào bề mặt ăn khớp. Hoặc là có sách thì có tác giả nói là đi vào bề mặt tiếp xúc. Cái dụ, giống nhau. Ví dụ quay lên này, đi lên. Cho nên FA sao? Đi vào bề mặt tiếp xúc. Đó. Hay là về mặt làm việc FA2 ngược lại. Nhớ nha, ví dụ này nó quay lên trên thì cái mặt trên nó sẽ làm việc. Rồi một cái dạng thứ ba, trường hợp ba. Trường hợp ba là bánh răng côn. Bánh răng côn, có người gọi bánh côn, có người gọi là nón, là nón. Đây, ví dụ đây. Vì bánh răng côn cho nên là cái mặt côn lớn nhỏ, côn lớn với côn nhỏ nó khác nhau, cho nên khi xác định chúng ta xác định tại đường kính mà có cái bề rộng trung bình đó. Đầu tiên muốn xác định được bánh răng côn, các bạn cũng phải xác định được chiều quay. Chiều quay, chiều quay đây đây đây. Đấy, giả sử chiều quay này nè ha, dấu chấm này cộng đây. Thì chúng ta cũng xét ở bánh dẫn trước. Bánh dẫn trước, đây là bánh dẫn, bánh số 1. Bánh này bánh số 2, bánh dẫn này thì sao?
lực hướng tâm nào dễ bể về trước ha, lực hướng tâm đi vào FR1. Rồi sao? FR R2. Lực vòng ngược chiều với lại chiều chuyển động, ví dụ này đi ra, quay xuống quay xuống. Một vòng đây. FT T1. FT2 sao? Của bánh mì dẫn FT2. Rồi, lực dọc trục. À, lực dọc trục là dễ vẽ nhất. Đi vào bề mặt côn lớn. Bánh thứ nhất thì đi vào đây. Bánh thứ hai đi vào đây. FA2. Tức là đi vào bề mặt côn lớn, mặt dưới mặt lớn đúng không? Đi vào bề mặt côn lớn hết. Rồi, giá trị độ lớn thì chúng ta có FT 1 bằng FT2 bằng gì? 2 lần moment sáng chia cho D1. D1 ở đây chú ý là tính ở vòng chia nha. Tức là vòng mà nó có vị trí tâm ăn khớp á. Rồi với D1 bằng gì? M MZ M là mô đun, Z là số răng, Z là Z1. Rồi F FR1 bằng FR2 bằng gì? FT nhân cho tan alpha. Alpha ở đây chú ý là góc ăn khớp tiêu chuẩn. Góc ăn khớp tiêu chuẩn cho nên là chúng ta chọn bao nhiêu? 20 độ. Alpha không nói gì hết là 20 độ. Nghe rõ chưa? Rồi trường hợp tiếp theo. Trường hợp 2 bây giờ FR nó khác đi. Xin lỗi, FT1 cũng bằng FT2 bằng gì? 2 lần moment sắn chia cho D. Moment sắn của cái trục 1 này với cái D1 bằng nhiêu? D1 chú ý là nó khác, bánh răng nghiêng là nó khác đó nha. M Z chia cho M Z1 ha, chia cho cos beta. Beta người ta gọi là góc nghiêng trên đỉnh nón. Ai ví dụ như ta chiếu đây. Xin lỗi, góc nghiêng của răng. Góc nghiêng của răng. Ví dụ như đối với răng trụ, răng thẳng mình đây. Xin lỗi, răng nghiêng mình đây. Thường nó từ 8 cho tới 20 độ. Rồi. FR1 bằng FR2 bằng FT1 nhân cho tan alpha, alpha n là alpha góc alpha pháp á, chia cho cos beta. Alpha pháp này không nói gì hết, nó cũng là 20 độ. Rồi, FA 1 bằng FA2 bằng gì? FT. FT nhân cho gì? Tan beta. Beta gọi là góc nghiêng của răng. Nghiêng của răng. Rồi trong trường hợp bánh răng côn, nhớ là cái DM này nha, nó khác nhau đó. Bánh răng côn, bánh răng nón, FT1 bằng FT2 bằng gì? 2 lần T chia cho DM. DM là đường kính trung bình của cái côn đó, đường kính chia trung bình đó. Rồi chúng ta chú ý ở đây cái gì? FR2 và FA1 sao? Bằng nhau đó. FA1 bằng FR2. Rồi FA2 bằng gì? FA2 bằng FR1 bằng FT. Nhân cho cái gì? Tan alpha. Nhân sin, ví dụ như đây góc nghiêng này ha. Đây. Này người ta gọi là cái gì? Phi 1 góc nghiêng trên đỉnh nón. Ông này người ta gọi là cái gì? Phi 2. Sin của phi 1. FT1 này ha. FT1 tan alpha nhân cho cos của phi 2. Ví dụ như hai bánh răng này bằng nhau thì hai sin và cos nó bằng nhau. Bài số 1. Hệ dẫn động băng tải có chuyển động như hình 2. Tức là người ta cho trước cái đầu ra đó, các bạn phải xác định đầu vào, biết được u đai, u xích và cho u bánh răng bằng nhau. Hiệu suất chung của đai là 0.8, hiệu suất bánh răng là 0.9, hiệu suất của xích là 0.39, ô lăng là 0.99. Đường kính băng tải 400, tốc độ quay là 20 vòng phút, công suất động cơ 4 kW và số vòng quay là 1450 vòng phút. Rồi câu A. Bài số 1, bài số 1. Người ta cho sơ đồ như hình vẽ, đây có bánh đai dẫn, bánh đai bị dẫn đây gắn cái động cơ M ha. Qua đây gắn thêm bánh răng.
Đây, người ta gắn thêm bánh răng, hai bánh răng này đồng trục. Bài số 1 á. Rồi đây. Rồi bên ngoài đây sao? Người ta gắn thêm đĩa xích nữa. Gắn thêm đĩa xích nữa. Rồi xong đây sao? Gắn thêm cái tang gì đó nữa. Xin lỗi nha. Cái tang. Xác định chiều quay ha. Vâng bắt. Bánh răng này chúng ta nghiêng gì đây? Không phải. Không phải. Rồi chúng ta chú ý nè, người ta cho cái chiều lực. Chiều lực là ngược chiều quay, ví dụ chiều lực đây, cái FT đây đúng không? Nó ngược chiều quay với chiều đấy. Ngược chiều quay với chiều chuyển động, à, chúng ta phải vẽ. Ngược lại, đây chiều quay này, đi xích sao? Nó quay cùng chiều, nó chúng ta phải, xin lỗi này nè. À, cùng chiều, cho nên quay sao? Anh này phải ngược lại, à. Anh này quay ngược lại sao? Anh này quay qua đây. Quay qua đây thì động cơ nó quay cùng chiều này. Cho nên đây là dấu chấm. Dấu cộng. Ha. Cộng. Cho nên bọn em muốn xác định được, các em này muốn xác định được phân tích lực trên bánh răng á. Câu A. Câu A người ta tính bắt tính là tỷ số truyền. U tổng bằng gì? U tổng bằng gì? Thì chúng ta phải đọc trên sơ đồ động của mình á. Coi thì nó có bao nhiêu cái cụm trên đó. U tổng. Đây, u này u cuống đai nè, ông bạn đai nè. U này u bánh răng thứ nhất nè, u bánh răng thứ hai nè. Và cuối cùng là u bánh răng của u của xích. Cho u của đai nhân u của bánh răng 1. Bánh răng 1 đây nha, u bánh răng 2 nhân như vậy. U của xích, u của xích. Rồi nó bằng cái gì? N động cơ. Chia cho N của cái bộ phận này nè. Bộ phận này gọi là bộ phận công tác đó. N công tác đó. Ở đây N động cơ người ta cho bao nhiêu? 1450 vòng. Chia cho N công tác bao nhiêu? N công tác mà đây người ta cho 20 vòng phút. 20 vòng phút. Rồi U đai bằng nhiêu đây? 2,5. U xích đây bằng nhiêu đây? U xích này này cho ta bằng 3. Mà người ta bảo là u bánh răng 1 và u bánh răng 2 bằng nhau, cho nên u bánh răng bình phương đi ha. Rồi chúng ta đây chúng ta thấy là cái này chia này là chắc là bao nhiêu đây? 75 hả? 72,5 hả? 72,5 vòng phút, cho nên từ đây chúng ta suy ra u bánh răng bằng căn bậc 2 của 72,5 chia cho 2,5 nhân cho 3 bằng bao nhiêu đó? Hai bộ nó bằng nhau. Câu B. Câu B thì người ta hỏi là phân tích lực bánh răng. Cái này rất quan trọng. Ví dụ như bọn em, các em đi làm, em thấy là trên phân tích lực bánh răng mà ví dụ như là thường người ta nói là các cặp lực trực đối. Trực đối thì nó lâu hơn cái ổ bi hơn thôi. Hoặc là do cái chiều đầu ra của mình nữa. Yêu cầu của mình nữa. Ví dụ này chúng ta có chiều này bánh số 1 ha. Bánh số 2, ví dụ này không? Để ý nè, người ta cho cái phần phía sau. Nhưng mà chúng ta phải suy ngược ra cái phần phía trước. Suy ngược ra cái phần dẫn á, là chúng ta mới phân tích lực. Bánh này bánh số 3, bánh này bánh số 4. 1 là bánh dẫn đối với bánh số 2. Còn 3, 4 thì 3 là bánh dẫn đối với số 4. Thì chúng ta có lực bánh răng, lực này dễ vẽ trước. FR1, FR2, lực hướng tâm, đi vào đường tâm trục. FR3, nhớ là xác định tại vị trí ăn khớp đó. FR4, lực vòng là ngược chiều quay chuyển động này đi xuống này đúng không? Thì lực vòng sao? Đi ra đây, FT1, FT2. Đấy. Rồi anh bạn này quay xuống này đúng không? Bây giờ bánh số 3 là bánh chủ động này. Đó, chúng ta thấy nó đi vô này, đi quay vô. Thì bánh sao? FT3, này bạn này. FT4. FT4 ngược chiều quay với bánh dẫn. Trong đó cái lực dọc trục là các bạn rất là khó xác định, không quen. Giờ chỉ dân cách này quay xuống đúng không? Nhưng phải mặt dưới này sao? Tiếp xúc trước nè. Tiếp xúc trước. Đi vào bề mặt tiếp xúc trước cho nên FA sao? 1. FA2 sao? Ngược lại. FA2 ngược lại. Dễ dàng đúng không? FA2 ngược lại. Rồi sao? Ví dụ như anh đoạn này anh quay lên vậy đúng không? Quay này. Thì mặt này sao? Tiếp xúc trước. Đây. FA2.
Eva 3, xin lỗi, Eva 4 sao? Ngược lại. Eva 4 ngược lại. Bạn hơi nhỏ ha. Cái hình sau tôi vẽ cho rõ hơn tí nữa. Rồi, xong. Nhìn trên sơ đồ chúng ta thấy sao? Đối với cái trục này trong này nè, chúng ta thấy Fa2 và Fa3 sao? Ngược chiều nhau. À, ngược. Cùng phương ngược chiều mà cùng độ lớn thì càng tốt. Rồi câu C. Câu C là hỏi là cái lực kéo F này nè, F max này bằng bao nhiêu nè. Đó, ví dụ như công suất người ta cho trước là 4 kW, số vòng quay như đó, thì số tiền có biết hết rồi. Bây giờ hỏi cái lực kéo lớn nhất là như thế nào, bằng bao nhiêu. Câu C ha. F max, lực vòng á, F max. F max thì chúng ta có bằng gì? Công suất trên trục công tác nó nhân cho 1000 chia cho V. V rất là vận tốc của cái tàn đó. Bây giờ P công tác chúng ta biết chưa? Chưa. À, chúng ta muốn thích được P công tác thì chúng ta phải đây này, dẫn từ đầu cho các bạn dễ hiểu ha. Chứ viết tắt quá các bạn cũng khó hiểu. À, hiệu suất thì bằng gì? P2 chia cho P1. P1 tức là cái bộ phận mà dẫn á. Còn cái P2 là bộ phận bị dẫn. Từ đây chúng ta suy ra cái gì? P công tác bằng cái gì? Bằng cái P1, P của động cơ nhân cho hiệu suất chung. Thì chúng ta ở đây chúng ta coi cái hiệu suất mình là gì? Hiệu suất của đai nè, trên này bộ truyền này có đai nè. Rồi cái gì trong bên này có gì nữa? Bánh răng. Bánh răng. Bánh răng đây hai cặp thì là bình phương. Rồi hiệu suất của gì? Hiệu suất của ổ lăng. Ở đây có bao nhiêu cặp? Một cặp nè, hai cặp nè, ba cặp nè, thêm cái thằng tan nữa, ông ban tan nữa là 4 cặp nè. Ổ lăng 4 cặp. Hiệu suất của xích. Hiệu suất của xích bằng bao nhiêu đó. Rồi ví dụ hiệu suất của xích người ta cho bao nhiêu đó. Nó chúng ta thế vô đây. Tính được. Xì ra P công tác bằng bao nhiêu kilowatt ạ? Được bao nhiêu kilowatt? Thế vô đây. Rồi còn cái V ha. V xác định nhau nha. V ở đây nhớ là V của tan nha. Đó, V của tan. Bằng cái gì? P D, D của tan ở đây là người ta cho bao nhiêu đây? 400 ha. Rồi nhân cho N công tác chia cho 60, 10 mũ 3. Này bằng nhiêu? 400. N công tác bằng 20 vòng phút. 20 vòng phút bằng bao nhiêu mét trên giây đó? Bừng này, thế vô đây. Lấy con bạn này thế vô đây. Xong bằng bao nhiêu đó? Newton. Bài số 2. Có bộ truyền động đai. Đấy, ngoài cái bánh dẫn. Đây trên bánh răng này người ta gắn cái gì nữa? Bánh răng nghiêng. Rồi. Rồi trên bánh nghiêng sao? Ta gắn thêm cái bánh răng côn. Bánh răng côn, trên bánh răng côn sao? Đây cái gối đây. Gắn thêm cái tàn. Đó, tàn này. Tàn này sao? Quậy này. Đấy. Đây gắn cái động cơ motor ha. Chiều quay này người ta biết trước. Này quay từ chiều này. Chấm cộng. Rồi chúng ta bánh răng này bánh răng nghiêng gì? Nghiêng trái. Côn thì không có nghiêng gì ngửa gì đây hết. Được chưa? Câu đầu tiên là A đây, này câu này nó lại liên quan tới cái đai. Giờ người ta có hỏi câu A. Câu A xác định cái U đai bằng bao nhiêu. Trong bộ truyền này có U tổng ha. Chúng ta có U tổng bằng U của đai. Đây cái cụm này, cái cụm này, cụm này có U đai này. U bánh răng này, rồi bánh răng côn này. Cái cụm ngoài khớp nối rồi. U của bánh răng nghiêng này ha, nhân cho U của bánh răng côn ha. Bằng cái gì? N động cơ chia cho N công tác. N động cơ người ta cho chưa? Rồi. N động cơ bằng 720 vòng phút
N cộng tép bao nhiêu? 40. U này có chưa? U của bánh răng thứ nhất, người ta gọi bánh răng nghiêng đó, là này bằng 4 nè, hôm nay bằng nhiêu? Bằng 2 nè. Rồi từ đây chúng ta suy ra u đai bằng nhiêu đó. Rồi câu tiếp theo người ta đó, người ta hỏi là gốc ôm để không xảy ra hiện tượng trực trơn. Đây chúng ta có cái alpha 1. Để không xảy ra hiện tượng trực trơn thì alpha 1 phải lớn hơn bằng gì? 1 trên hệ số ma sát lóc của gì đó, 1 cộng phi chia cho 1 trừ phi. Đây. Phi người ta gọi là hệ số kéo. À phi này nó hệ số kéo không phải 4 này. À. Đó, chúng ta chú ý tính này ra đi ăn. Xong chúng ta đổi sang. Đổi sang độ. À, ví dụ như đây này người ta nói đại dẹt thì nó phải lớn hơn hoặc bằng 120. Còn đại thang thì sao? À, xin lỗi, đại dẹt lớn hơn 150, còn đại thang thì lớn hơn hoặc bằng 120. Ha. Rồi khoảng cách trục A thì chúng ta có cái u đai rồi thì có D1 rồi chúng ta suy ra A. Hoặc là chúng ta có cái alpha bằng gì? Alpha bằng đây người ta đổi ra pi luôn đi. Alpha 1 bằng pi trừ cho D2 trừ D1 chia cho A. D2 có rồi, D2 bằng u nhân cho D1. D1 người ta cho rồi. Từ nãy chúng ta suy ra thôi. Suy ra A bằng bao nhiêu mm á ha. Phương trình một biến giải. Câu B xác định phương chiều tác dụng. À, chúng ta biết được cái chiều quay đây, chiều quay đây. Cùng chiều ha, nó dấu chấm, nó dấu cộng. Mà chạy chiều này, ông bạn này sao? Quay theo chiều này, quay theo chiều này. Thì anh này sao? Tức là anh này quay xuống thì anh này sao? Đi ra. Cực chiều nhau. Lực nào dễ vẽ về trước. Chúng ta xác định được chiều quay bánh này, bánh số 1 này ha. Này số 2, 3, 4. Ha. Lực hướng tâm đi vào đường tâm trục F. FR1, FR1. Này FR, R2. Này FR, R3, FR4, FR4. Vậy ha. Rồi, lực vòng ngược chiều chuyển động này đi ra đúng không? FT1. FT, T2. Ngược chiều chuyển động. Vòng này sao? Bây giờ bánh số 3 bánh dẫn nè. Đi này đi ra này đúng không? FT. T này T3 ha. Em này FT4 này ha. Đó, ngược chiều chuyển động. Chỉ có khó nhất là cái FR này thôi. À xin lỗi, cái F dọc trục này. Đó. Đây. Khi mà nó quay chiều xuống này thì cái mặt phía dưới này, mặt làm việc này, đi vào bề mặt làm việc này, đi vào đây. Đó, cho nên FA sao? FA1 này, FA2 sao? Ngược lại. Ngược lại. Nhỏ ha, hơi nhỏ chút. Còn đây sao? FA đi vào bề mặt côn lớn. FA3, FA4. Rồi. Thì câu C người ta hỏi là lực kéo cáp. À, cái lực kéo cáp là cái lực F trên cái bánh đai nè, đây. F này bằng bao nhiêu? F max này bằng bao nhiêu? F max thì ở đây chúng ta có được công suất trên tang rồi, số vòng quay trên tang, đường kính tang có rồi. F max lực vòng bằng gì? Công suất trên tang nhân cho ngàn chia cho vận tốc tang. Công suất trên tang ở đây người ta cho là bao nhiêu đây? 4,5 kW. V, V của tang. V tang ở đây bằng nhiêu? Pi D tang nhân cho N tang chia cho 60 10 mũ 3. Ở đây D tang bằng 400. D kiểu kép á. N ở đây bằng bao nhiêu? 40 vòng phút. Rồi các bạn thế cho đây. Trình dây. À, bước này xong thế cho hết. Câu cuối cùng là người ta hỏi là cái lực trên trục 3, lục này, trục này nè. Trục này gọi trục 3 nè. Hợp lý hay không? Muốn coi hợp lý không là chúng ta có cái lực dọc trục. À, ví dụ như cùng phương ngược chiều cùng độ lớn thì là hợp lý. Nhưng mà khái niệm cùng độ lớn nó là hình xu thôi. Cho nên chúng ta thấy là FA2 và FA3 sao? Ngược chiều nhau là tốt nhất. Cho nên khi các bạn thiết kế là hai cái bạn này, giống như cái bài nãy bài 1 của chúng ta thấy là sao? FA1, FA2 ngược chiều, nhưng mà ngược chiều đi ra nó không có tốt bằng ngược chiều vào đi vào. À, cho nên đè hết trục thì tốt nhất nha. Còn muốn đổi chiều của nó thì chúng ta có một là đổi chiều quay,
hay là chúng ta đổi chiều nghiêng của cái răng đi, là cái lực chọc trục nó sẽ khác ngay. Bài số 3. Người ta cho một cái bánh răng côn đây. Rồi qua bánh răng côn thì có thêm một cái răng nghiêng. Răng nghiêng. Trên bánh nghiêng này có một bánh răng thẳng nữa. Thẳng này nữa. Nghiêng này nghiêng gì đây? Nghiêng trái. Rồi cuối cùng là bánh răng trụ, răng thẳng. Chiều quay người ta cho trước chưa? Nếu mà chưa cho trước thì chúng ta phải tự đặt. Đó, chiều quay. Thôi chúng ta thống nhất chiều quay theo chiều này đi ha. Cùng chiều, ngược chiều gì cũng được hết. Này quay sao? Đi vô, thằng này quay ngược lại. Đây. Chiều quay này sao? Ngược lại. Câu đầu tiên là phân tích lực trên bánh răng. À, số răng người ta cho hết rồi. Bánh răng này ký hiệu là bánh số 1. Số 1 ha. Đây, bánh này bánh số 1. Bánh này bánh số 2. Số 3, 4, 5, số 6. Số 6. Rất là dễ. Bánh số 1, chúng ta biết chiều quay, chiều lực vòng là sao? Ngược chiều với lại chiều chuyển động. Thôi lực nào dễ vẽ chúng ta vẽ trước. FR1 đi vào tâm. FR2, bánh răng côn có 3 cặp lực là lực hướng tâm, lực dọc trục và lực vòng. Rồi bánh răng nghiêng cũng có 3 cặp lực. FR3, FR4. Bánh số 5, FR5, FR6. Lực vòng ngược chiều với chuyển động. Này quay vô này đúng không? Này vô chấm đi ha. Này vô cầm. Ngược chiều chuyển động. Này quay đây. FT T1. Này FT T2. Rồi bạn này quay ra đúng không? Này đi vô. Này sẽ là FT3, FT T4. Bạn này đi chiều quay xuống. Quay xuống đây. FT5. FT6. FT6. Rồi, lực dọc trục là cái khó vẽ nhất. Đối với bên răng trụ, răng xin lỗi, bên răng côn thì nó đi vào bề mặt côn lớn, bề mặt côn lớn phía trên nè. FA1 này, FA2. Còn ví dụ em quay chiều này mặt nào làm việc? Bề mặt làm việc là bề mặt trên này nè, nó quay lên trên. Đây đi vào đây. Cho nên là FA3, FA4. Còn bánh răng trụ răng thẳng thì không có cái FA. Không có cái FA. Rồi xong chưa? Dễ dàng. Chúng ta nhìn trên cái sơ đồ của trục 2, trục này, trục 1, trục 2. Chúng ta thấy cái FA2 và FA3 nó cùng chiều. Chúng ta là cái lực không tốt, nó phải ngược chiều nhau mới tốt. Chúng ta có thể đổi lại góc nghiêng của răng, lập tức nó sẽ thay đổi hoặc là chiều quay. Rồi, ví dụ câu B, tiếp theo là câu B. Bây giờ người ta cho trước là moment xoắn T trên trục 1 nè, cho cái T này nè, T1. Bằng 2000 newton chẳng hạn. Milimet. Bây giờ người ta bắt là tất cả hiệu suất coi như bằng 1. Bây giờ người ta hỏi là cái lực vòng trên cái T5 này, FT5 này nè. Bởi FT5 bằng FT6 mà. Bằng bao nhiêu? Thì chúng ta có gì? T1 đây có rồi, T2 bằng T1 nhân với U của 1, 2, nhân với gì? Hiệu suất đây, một cặp bánh răng thêm ổ lăng nữa là ổ lăng nhân hiệu suất bánh răng. Chưa? Rồi ở đây chúng ta có T1 có rồi, U12 bằng cái gì?
Dịch 2 chia cho dịch 1. Dịch 2 dịch 1 chúng ta có rồi. T3 thì bằng T2. U của anh răng nghiêng rồi nè. Đó, U răng của thằng 23 nè. Xin lỗi của ông 34. Nhân cho hiệu suất của bánh răng. Rồi nha, hiệu suất của ổ lăng nữa. Ở đây bằng Z3, xin lỗi Z4 chia Z3, 4 chia Z3. Còn hiệu suất của ổ lăng thì đề như cho bằng 1. T4 nó T1 đây có rồi, đây T2, đây T3. T4 làm tính không? Thôi khỏi, bởi vì chúng ta chỉ tính tới cái lực FT3 thôi mà, còn muốn T4 không được. Thôi khỏi tính T4 đi. Chúng ta có cái lực vòng lớn nhất lên bô truyền lãnh răng trụ răng thẳng là FT5 bằng FT6 bằng gì? 2 lần T3 chia cho D của 5 với D5 bằng M nhân cho Z5. Mà có chưa? M bằng 5mm nhân cho Z5 30. Vâng vâng ha, rủi mày cần, nếu mà tính luôn cái FR cũng được. FR1, xin lỗi FR5 bằng FR6 bằng FT5 nhân cho tan alpha. Chú ý, alpha này bọn em lấy 20 độ là xong. Bằng bao nhiêu newton đó? 8mm. Dễ dàng ha, tính rất là dễ dàng, không có gì cả.